Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một siêu phẩm carbon đến từ thương hiệu Sofix Milan. Và hôm nay em về một chiếc xe được trang bị bộ bánh carbon các bác nhé, và dàn đầu carbon, xe full carbon luôn, bộ chuyển động của 1.5 và Untegra cặp bánh Mavic. Bây giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, với dòng Sofix Milan thì các bác không còn quá xa lạ với lại cửa hàng bên em. Bên em về rất là nhiều rồi. Đây một xe, một mẫu xe đua carbon bán chạy nhất tại cửa hàng em. Nhưng hôm nay em về với một chiếc xe được full carbon các bác nhé. Vành carbon này, vành cao bản carbon, máy ơ bạc đạn tối đổ. Sẽ đớt qua hình thức chiếc xe. Đối với mẫu model Sofix Milan thì em đánh giá màu trắng ghi đây là màu đẹp nhất. Là màu đẹp nhất các bác nhé. Hình thức siêu xe này còn rất là mới. Vài vết bẩn như này, lau là hết. Xe đi rơm sườn, rơm sườn. Rất nhiều bác đã gọi điện hỏi em về những cái xe Sofix Milan. Nay mới một chiếc cao cấp, cao cấp hơn những chiếc mà trước đây em đã về. Cọc yên carbon và yên hiệu của Physics. Physics là một hãng làm yên và tay quấn rất là nổi tiếng trên thế giới. Bây giờ Sofix của Pháp này thì luôn có một chữ ký của nhà sản xuất trên khung xe các bác nhé. Xe được nâng cấp lên củ đề của Untegra, cao cấp hơn 1.5 các bác nhé. Và tất cả đồ còn lại là 1.5, đùi đĩa 1.5. Với củ đề của Untegra thì giúp cho xe bộ chuyển động của xe tốt hơn, trơn tru hơn so với 1.5. Phanh 1.5. Càng carbon. Một chiếc xe full carbon. Dàn đầu carbon các bác nhé, có thể thấy carbon này. Xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của 1.5, 11 tốc độ và 2 tốc độ bên đĩa cho các bác, 22 tốc độ quay thay đổi. Đây là phía đằng trước, nhìn xuống chiếc xe là rất là đẹp các bác nhé. Đồng carbon. Và bộ tay quấn. Bộ tay quấn hiệu của Physics. Và đồ hiệu trên xe này. Cặp vành Mavic. Vành Mavic các bác nhé. Mavic một hãng làm vành rất là nổi tiếng rồi. Carbon. Vành carbon của Mavic rất là cao cấp. Căm lá hẹ, căm dẹp giúp các bác đi xe gió hơn. Thông số vành là 700 và cơ lốp là 23C. Cơ lốp cơ bản của dòng xe đua. Đủ đĩa 1.5 các bác nhé. Để thông số đĩa đây. Máy ơ bạc đạn cối đổ. Phía bên đằng sau đây có thể thấy bộ chuyển động 1.5 của Japan luôn đấy, 5.800.
Gạt đĩa của 175. Vâng, và tất cả bộ chuyển động của 175 và củ đề được nâng cấp lên của Ultegra ra cho chuyển động sẽ chân chu hơn. Bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có size là 49 các bác nhé. Ngang là 53. 1m63 đến 1m73 đi với chiếc xe này. Với bộ chuyển động của 1.5 và củ đề của Ultegra 11 tầng lip lên lip này. Với củ đề của Ultegra thì bộ chuyển động rất tốt các bác nhé, rất tốt đấy. Thì các bác thấy có một lỗi chi tiết nhỏ cả. Phía tay phải một đùi đĩa 2 tầng của 1.5 lên đĩa. May ơi bạn ạ, có đổ rất là bò. Và phía bên dưới đây nhá, các bác có thể thấy đây, đường vân carbon của chiếc yên này, yên carbon các bác nhá, yên phi tích carbon rất là cao cấp. Vâng, một chiếc xe full carbon đến từ thương hiệu của Phát Châu Pích. Vâng, và vừa review trong chiếc xe siêu phẩm carbon Châu Pích Milan. Chiếc xe được trang bị full bộ chuyển động của 1.5 và củ đề Ultegra, cặp vành Mavic Carbon, dàn đầu carbon. Chiếc xe được bán tại G&A mức giá là 24.900.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại G&A. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.